Ngày 23 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tuyên Hóa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lâm Hóa và trường mầm non Lâm Hóa tổ chức lễ ra mắt mô hình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em năm 2020. Dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Văn Phúc, huyện ủy viên, trưởng phòng giáo dục và đào tạo, đồng chí Đinh Thị Ái Ninh, huyện ủy viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, đại diện cấp ủy, chính quyền xã Lâm Hóa. Mô hình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em được triển khai có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và các thành viên trong ban chủ nhiệm mô hình. Đây là một trong những nội dung cụ thể hóa đề án giáo dục 5 điều ba mẹ nuôi dạy con tốt gắn với thực hiện chủ đề năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em và 90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em. Mô hình được triển khai nhằm cải thiện dinh dưỡng trẻ em về cân nặng và chiều cao, giảm suy dinh dưỡng đến mức trung bình, cải thiện bữa ăn dinh dưỡng của trẻ về số lượng và chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối tượng tham gia là trẻ em suy dinh dưỡng từ 1 đến 5 tuổi, số lượng 30 cháu. Hình thức tổ chức là hỗ trợ bữa ăn tập trung 3 bữa trên tuần, thời gian thực hiện bắt đầu từ 21 tháng 9 năm 2020. Thông qua mô hình nhằm tăng cường sự quan tâm của gia đình và xã hội về phòng chống suy dinh dưỡng, đảm bảo chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng đối với trẻ em vùng nông thôn. Mục tiêu 100% trẻ suy dinh dưỡng vào mô hình được cải thiện tốt về cân nặng và chiều cao.